mô tả nha mọi người. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình là Hea đây, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vua Hải Tặc tập thứ 2. Và trước khi bắt đầu vào video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share để ủng hộ video cho mình, và đừng quên qua đăng ký channel của 4 người này và channel của Bị Đỏ Sinh Tốt, và channel của Hea và Jimmy. Hai channel này, một kênh channel sẽ làm vlog, một kênh channel sẽ là livestream. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào intro thôi. Quên, đây là những bạn công chiếu ở tập video trước. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu vào intro thôi, let's go. Ôi, có con Jimmy nè. Ê, lấy gỗ đi nung đi, lấy gỗ đi nung, đưa gỗ xin gỗ được kìa. Anh con Jimmy đó này trưởng. Dĩ đây, dĩ đây, dĩ đây. Jimmy, đồng loại của Jimmy à. Bỏ gỗ vô trong này, bỏ gỗ vô lò đi. Ừ. Bỏ gỗ nung gỗ. Có đưa không thiền trưởng, em đưa đồ nè. Ôi, thiền trưởng ơi, chúng ta lại bị tấn công rồi thiền trưởng ơi. Cái gì nữa? Thiền trưởng có 2 luôn nè. Quá trời luôn thiền trưởng ơi. Rồi thiền trưởng xuống dưới để em đánh xuống nha. Đây hết máu rồi đó mày. Trời ơi, mới vô chưa gì nghèo quá mấy bạn ơi. Ôi da, đói luôn rồi nè, hãy chơi đi không nổi luôn, lết không. Thôi lại. Đây là này nè, cho thiền trưởng thịt để nó nướng thịt nè. Thiền trưởng bay lượn nãy giờ, thiền trưởng đói à. Từ từ để đang đi lấy đồ ăn. Ta đi lấy vài cục sắt đã. Thay nè. Nghèo quá trời luôn, mốt chuyển qua khu villa ở. Là phải tập nghèo quá, em không là phải tập đâu. Hãy tập nó mới có điều thú vị, chúng ta đi khám phá thế giới, hiểu chưa? Chứ ai đói mày làm phải tập vào. Thiền trưởng khám phá đi rồi tao lấy bọn tụi em lại. Sao mày khôn vậy? Cái gì? Team một team mà tụi bay làm vậy là chết rồi. Em ăn hết thịt nữa nghe thiền trưởng. Em bỏ thịt vô lò nướng tiếp rồi đó. Thiền trưởng nợ em một miếng thịt đó, thôi thiền trưởng nhé. Thiền trưởng nợ em 2 miếng thịt á. Đó, bỏ thêm 10 miếng vô. Đưa đào đá, tao đập đá tao lên nè. Đâu rồi, cái chỗ của chỗ tụi mình nung đó đâu vậy? À đây. Đây, đây bên đây nè. Dạ, trời ơi, dạ, hết ở một chỗ đẹp luôn. Trời đầy nắng và gió. Đây có thịt, ấy nhiều lấy lẹ vậy. Tặng trước cho. Tôi tốt cái nhà, tôi bỏ thịt vô đó. Thịt đó là em nung luôn á. Ôi kìa, bỏ vô luôn á. Đây, con ăn để con đi đào để cho làm thịt đồ ăn rồi cho mấy má nè. Mấy má ơi, mấy má chưa gì, mấy má la ơi là la. Mày mốt phải chia team ra, thằng nào làm đầu bếp luôn đảm bảo lượng thức ăn cho team. Em đi chặt gỗ cho. Thịt ngựa ăn được không thì chứ? Ủa được. Được. Thịt ngựa ăn được không? Được. Ở đây có mấy con ngựa nè. Được, được, có thịt á. Giết ngựa có thịt á. Kìa. Ở đây con gì á, tôi cởi. Trời ơi, đang chụp thằng hải quân luôn. Ôi mày lắm, trời ơi, cứu mẹ. Tao đang lấy than, đang lấy than. Ok các bạn, ở tập series lần trước á thì là tụi mình đã giết xong con rồng thì đã kết thúc series. Thì các bạn muốn đặt mục đích cho cái series này là cái gì, cho series phần 3 này là cái gì, thì khi mà tụi mình đạt được tới mục đích đó thì tụi mình sẽ kết thúc series. Thì các bạn hãy comment lại bên dưới nha. Các bạn đừng có nói là tìm thấy kho báu quanh bi là thấy mở luôn, tìm tới mai tới mốt luôn á má nha. Tìm được hiện trưởng mới. Đúng rồi, được thiền trưởng mới. Được, em thích làm gì có thịt thiền trưởng, thiền trưởng bị khùng hả? Rồi quá trời thịt luôn tụi bay ơi, tao lấy quá trời thịt luôn nè. Ê tụi bay ơi, nó tấn công chúng ta kìa. Tấn công chúng tôi. Tấn công nè, tấn công. Trời biết lý do tại sao tao làm thiền trưởng luôn. Dỡ ơi, kiếm em sắp mẻ rồi, dỡ cây kiếm không? Đó rồi mày ơi. Rồi chắc là đủ thịt rồi thiền trưởng. Đây. Ui có cái con gì bên kia kìa. Đâu? Kìa. Ôi màu cam đồng loại của em. Con vậy luôn. Màu cam thì màu xanh. Đồng loại của em với sầu riêng. Cái này là con gì đây? Đưa đi Trưởng ơi. Ôi đồng loại của tôi với sầu riêng. Màu cam màu xanh nè. Chị em tôi có thợp. Xịn thật sự nha. Là con bún quần quy đó mọi người à. Ôi đào. Ở đây lại có sắt với lại than nữa nè. Ta lấy thêm cái nè. À ở đây có thỏ nè. Ngao vô ở đây luôn. Thì chỗ này đó. Em chỉ có chơi mình. Chỉ có chơi mình luôn. Bay ngao du làm gì, tụi bay chưa có lấy thịt đi nữa, tụi bay ngao du. Nó lại ra con rồng nữa kìa thầy trưởng. Con rồng mà không? Con rồng bê đê luôn, con rồng nè. Bê đê, ý mình nói tao bê đê hả? Chờ. Đúng rồi. Lũ đạn mày. Đây con rồng màu hồng nè, đúng rồi. Đúng rồi, em chưa. Ê, con bê đê với Jimmy ha nè, con bê đê với Jimmy nè. Nhớ ơi. Nguyên cặp đôi luôn. Ờ, nguyên cặp đôi luôn nè. Ui, 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 dưới này con lại có cái hang để tao đi đào tiếp. À, hang tao mệt mẹ nha. Gì vậy? What?
cái gì nãy giờ chưa giết nó được. Trời ơi, đâu rồi? Ui, trên này lại có cừu, ta đang giết thịt cừu, đợi xíu đi tụi bay ơi. Giết khoảng 15 con hiền trưởng ơi. Vẫn lại chơi đâu rồi. Cái con này không giết được. Hiền trưởng đi giết cừu rồi. Trời ơi, hiền trưởng ơi. Trưởng đi chăn nuôi gia súc rồi. Hiền trưởng đi. Tụi bay không. Ở đây có heo nữa nè. Ôi, có Jimmy ha, hiền trưởng, giết hiền trưởng. Ui, ở đây than đúng nhiều luôn. Ai một đứa ở nhà không thấy làm luôn cái chỗ nhà là chết đói. Nãy giờ tụi tôi đi mà. Đúng rồi, có nhà đâu. Ồ đâu. Thấy có người ta ăn rồi. Đây nè hiền trưởng vậy thôi chứ hiền trưởng gọi là định hướng đường của hiền trưởng. Hiền trưởng. Hiền trưởng đã định hướng đầu của hiền trưởng gọi là trong gì nói. Trời ơi là trời. Là hiền trưởng đã định hình cái bản đồ trong cái đầu của hiền trưởng rồi. Có. Dài tới rồi nè. Nói gì đi. Ủa tụi bay đâu? Đậu xanh hiền trưởng. Ôi, hiền trưởng ơi, con đồng này nó bay được hiền trưởng, hiền trưởng tao bay qua bên em đi. Hiền trưởng ơi. Chúng mình đã sơ được 2 con rồi. Em thấy được cái khu chạy của Hải Tạc, Hải Quân, Hải Quân. Đi liền, rút quân, nhanh. Lẹ đi, khu này đúng lớn luôn, mấy chục nhà căn luôn. Gì ghê vậy? Lẹ hiền trưởng ơi. Đang tới con người chứ phải con gì đâu mà chạy lẹ được. Không, hình chữ là con bóng hồng mà. Đâu, đang tới. Chỗ nãy có hiền trưởng á. Tê bơi luôn. Tê bơi luôn cho nó lẹ. Đâu. Trời ơi, hiền trưởng mà cũng tê bơi. Bơi. Đây. Hình trưởng má ơi. Miếng gì ngậm ăn miếng ơi, đói bụng quá. Ăn cứt con trai. Cứt con trai. À lộn. Ê, đi, vô, cười cái chỗ này đi, lấy đồ anh em ơi. Ở chỗ này có vẻ hiện đại nè. Ừ, cái liều, cái nào liều. Thải tải với Hải Quân chung hòa với nhau. Sống cùng nhau, hạnh phúc với trọn đời. Mày không phải là con trai. Đúng rồi, cứu em. Có đồ ăn. Giết em. Giết nó đi, đừng sợ. Có mấy thằng ninja gôn này hình trưởng. Cho nó cứu thì chứ, bỏ lên luôn, có gì không. Tụi bay cứ đánh đi, lượm đuôi cứ để tao. Gì kìa? Hiền trưởng nhà ai khôn thì vẫn đi rút đồ mà không chịu đánh gì hết à. Đánh làm gì? Nãy thì đứng từ xa bị bắn tao mà. Ui, hiền trưởng cho hiền trưởng mình đi. Hiền trưởng ơi, đôi đốc mà nó chơi tụi em hiền trưởng ơi. Ui, hiền trưởng ơi. Cái gì? Trời, đôi đốc có skill luôn kìa má ơi, gì ghê vậy? Có kêu kìa. Xem không đánh nó được. Trời, cứu. Các bạn ơi, đôi đốc phiên bản này đỉnh quá các bạn ơi. Đôi đốc chúng tôi. Đôi đốc. Nó có haki kìa. Đào mấy anh ơi. Đồ đốc chung cực. Chạy. Ê, thù hình dưỡng à. Mày gì vậy? Ủa sao nó trâu dữ vậy? Mày biết đâu, nó mạnh lắm á. Ôi trời ơi. Rút quân người tụi bay ơi. Ôi trời ơi, hình dưỡng sống gì mà coi được. Ở đây có, em lượm được 5 cái nhựa. Có bánh cookie rồi, lấy bánh cookie đi tụi bay ơi. Ôi em lượm được cái súng với đạn đó nè, hình dưỡng em bắn nè. Hình như là mình clear được khu này. Ôi có cả Clear rồi. Trộm đó kìa. Không còn bắn trộm nè. Ôi còn nhiều quá trời luôn, clear đầu hình dưỡng. Cái này là cướp hình dưỡng. Mất dạy giống chửi hình dưỡng mà đừng ử. Em còn đâu, em còn 2 máu nè hình dưỡng ơi. Vậy đánh tụi này luyện haki đi, luyện doriki đi. Đây em đánh nè, rồi chết nè. Hết rồi, mình clear được khu hải quân rồi á. Doriki ta lên được 219 rồi. Tụi bay nhiêu rồi? Em mới có 20 rồi, em chết nãy giờ. Em còn chưa chọn hả? Bấm R. Thôi nãy giờ tao chưa biết chết là gì luôn á tụi bay. Mình nên chọn cái gì? Hình trưởng Mary gì nè, Bounty Hunter. Chọn Barret chứ gì ba, trời ơi. Trời ơi mày hãy tặng mà mày hỏi chọn cái gì? Tắt đập đầu mày ghê. Ủa hai kia có chọn gì không? Nãy kia chọn người máy hay là người kia gì đó, hay là kiếm sĩ hay là bắn súng. Em chọn người cá. Ai chọn bắn súng thì chọn bắn súng nha, ai chọn bắn súng thì ok nha. Còn người cá sẽ mạnh hơn người bình thường nha. Nhưng mà người cá ăn trái quỷ không được. Ôi chết, em đã chọn người cá thì sao em ăn ác quỷ vậy? Dán đi, đi mốt, mai mốt có cái gì. Em bị Marine Captain dùng chiêu giúp chết luôn rồi. Em không biết là mọi người có thấy không nha. Nhưng mà em thấy có 2 ngôi nhà. Thấy có đồ ăn nè, có ăn. Ôi, than quá trời luôn kìa má ơi. Ê, từ mọi người bây giờ lên đây cho đồ ăn. Ui, lên cho đồ ăn cái đi, từ. Có ai giữ đồ ăn không? Không, em không giữ. Em chỉnh đói từ trưa giờ ở nhìn chữ. Ui, cái làng luôn á tụi bay ơi. Có người. Ui, có chân này. Chân làng có bán gì không? Không bán gì. Lắc đầu. Em
tính cho nó miếng thịt mà bắt đầu lên thôi, không cho nữa em để dành. Đi tìm đồ. Trong này có đồ á, hết rồi. Ê có chuông nè tao bay ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Ê có bán gì không nội ơi? Ủa ai giết em vậy? Đừng có đánh mấy dân làng, thằng kia nó sẽ đánh mình. Ờ thằng Iron, thằng Golem nó đánh á. Này có gì không em? Ôi bậy, cái bậy hải quân luôn kìa. Đâu? Bảo vệ cái làng này khỏi hải quân. Rồi, quất nó. Nghe nó ngu nha. Ui đồ ăn quá trời này, tụi bay sao bay em giết? Em đang giết cái chuyện tụi nó dài là muốn lấy của em á. Ôi ba con bò nè. 4 bò luôn. Trời ơi, nhiều quá. Trời ơi, quá trời kêu bi luôn. Ông này có bán đồ. À, mấy ông màu đỏ. Ôi, quá trời thảo dân luôn. Trời ơi. Thảo dân là gì ông nội? Hải quân thì dữ ơi, em sợ quá, em đập lưới lưỡi luôn. Vô. Ở bên đây có cái gì lạc đà bún gì nè. Cái chân của ông. Thế là lạc đà. Lạc đà bún. Quá trời heo. Quá trời heo bro. Anh chân lạc. Kêu bi phá anh dừng lại, sao muối lắm có anh nào, sao muối đây rồi. Có dưa hấu nè, dưa hấu nè, đập dưa hấu đi, có đồ ăn nè. Thuyền trưởng, dân làng đang đứng nhìn thuyền trưởng lấy dưa hấu của nó à. Đại nó mất rồi, ta đâu, tụi mình là hải tặc mà. Cướp. Thảo mất giỏi, tao trồng dưa hấu mấy lần này mà mình lấy tàn. Thôi, anh không có kiếm ông xin này rồi. Đó, nó nói vậy đúng rồi. Nó nướng đồ ăn đi, thuyền trưởng. Gì, ta còn đồ ăn nè, ai cần thì kêu. Mấy cái làng này sao nghèo quá vậy? Mùi nghèo vậy. Lên đi, nãy giờ chúng ta chỉ có sa mạc với lại khu héo à. Ui có khu rừng rồi nè, khu rừng rồi nè. Rừng Amazon hả thuyền trưởng? Có rừng bình thường. Ôi biển dữ rồi, em thấy biển rồi. Nhưng mà không thấy thuyền nữa. Ôi có cả hòn đảo trên trời nữa kìa. Gì? Đâu? Không em bị lắc đó. Lắc nó chưa lắc hết. Đó là tình giả. Ôi đồng giả không trẻ. Nghe tất khi người luôn. Không em bị lắc. Mày thấy đánh lén là như thế nào chưa? Mày thấy đánh lén là như thế nào chưa? Ghê vậy, yếu. Mày lâm tặc này cũng chỉ tin nha, mày có kiến mày định ghẹo sao? Có gì tin. Giang hồ vui. Yeah, giang hồ bắt tham thì chưa? Chờ tao đánh với tụi bay ơi. Đi tìm thuyền đi. Mọi người ơi. Hôm nay tập thứ 2 này chúng ta phải cướp xong một cái thuyền đó rồi chúng ta kết thúc video rồi. Nãy giờ em thấy đi qua bao nhiêu vùng rồi vẫn chưa có chiếc thuyền nào. Vẫn chưa có chiếc thuyền nào cho chúng ta cướp. Thiệt cả. Là buồn đó, ông Su Quỳnh. Không, nó phiên bản mới có đọc rồi. Phiên bản mới nó ít thuyền lại. Cho chế độ chơi nó khó lên chứ dễ quá. Tao em người cá em bơi kiếm thuyền cho. Trời, nước bên đây vàng khè bạn, như nước tiểu cũng tận hữu luôn. Ơi mình nói. Đừng coi em bơi, đừng coi. Mình nói vậy hơi sai. Đừng bơi nhìn coi nhìn bên trái. Tụi này mạnh lắm, bỏ đi không chơi. Đừng đánh tụi nó nha, tụi nó mạnh lắm á. Đang chơi chiến thuật nhau, thuyền trưởng quên. Tình quay thử nó cái rồi. Ờ, thuyền bơi cực khổ như em nè. Nè, nó bơi như cái máy vậy. Ok, tiếp tục, trời ơi, nãy giờ mình phải quyết tâm, mình phải tìm một cái thuyền nào đó. Rồi chúng ta mới bỏ kết thúc chương trình hôm nay. Giết nó đi các bạn, quý vị. Ôi, em nghe tiếng zombie. 770 rồi, sắp 800 rồi anh em. Ui, tụi nó cơm bát trong rừng kìa, tụi bay ơi. Rồi, nó đánh nhau. Nó quất nhau trong rừng rồi. Đánh ké. Hốt. Vô tàu hữu, đừng có giành của tao tàu. Không, em giành rồi. Em liếm rồi. Thôi tạm thời đóng đô này đi. Đúng rồi, chị Nga bán. Bây giờ mình đem thuyền trưởng mình đi bán đi. Xong mình sống cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Khỏi đi làm hải tặc. Ba cái map gì đâu không thấy gì nè. Nè, trả 15 miếng thịt nè luôn. Ai thiếu thịt lấy đi. Thịt nè, thịt này nhiều nè, lấy thịt đi. Em lấy 5 miếng rồi. Gì vậy? Ở đây người em bỏ đồ vô nấu nữa nè. Gì vậy, gì vậy? Trời ơi, nó mới bắn em thì vậy. Ôi, lệnh chi nã mới. Ê, em bán giá được 400 con bị chi nã nữa. Quanh về. Quanh về để coi dán lên coi đứa nào có chi nã cao coi. Chắc cao không phải em. Rồi thuyền trưởng tăng thêm vài chục. Ủa tàu hủ được chi nã kìa. Ui, tàu hủ sao nó nhiều hơn mình vậy? Cái gì em được chi nã như vậy? Cái gì vậy? Quay Jimmy nó đang combat với cái gì nữa kìa. Trời ơi, hiện chỗ được hạ luôn. Vậy thôi, hẳn 1,000 luôn. Rồi hiện chỗ cô bắt. Ôi thằng này cầm cái kiếm bự vậy. Kêu Bi ơi, cứu mạng, đại dương ơi. Kêu Bi ơi. Thôi, em không chơi anh ơi. Lắm cái hai mình hội đồng nó thử coi. Con nó mạnh lắm luôn á. Mạnh lắm. Nếu mình hội đồng luôn thì coi. Ơi, ở trên nó có cái gì lọt xuống nữa kìa thiền chữ ơi. Con rồng má ơi. Ok, tập 2 đến đây thôi. Còn nếu các bạn thích mình xem review hay tập thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, đếm hộ video mình. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo nha. Good.